Hiệp 2 bắt đầu và bóng đang thuộc về Gongaji. Quyết định đột phá vào trong. Không được rồi. Phản công rất đơn giản. Dường như trong ngày hôm nay là những cầu thủ cùng mang cái tên Lee Jung Hyun đều đang tỏa sáng. 3 điểm. Người vừa tung ra cú ném 3 điểm đó là Heo Hùn. Bị cắt rồi. Alley-oop không thành công. Một lời đáp trả. Nhưng trái bóng thì cũng vẫn chưa đi vào rổ. Lưới chuyền này một pha outlet pass thành công dành cho Heo-hun. Cất bóng tốt, phản công. Ném 3. Thành công. Tình huống này có lẽ là camera đã phải xoay chóng cả mặt. Những pha đổi bên liên tục của cả hai bên. Một pha phù hợp rất là mẫu mực. Người vừa ra tay là Cho Seong-hung. Và tiếp tục lại là Lee Jung-hee. Bình thường ở trong các trận All-Star thì các vận động viên có xu hướng là biểu diễn nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta có thể thấy trong trận đấu này cả hai bên đang thi đấu khá là thận trọng để kiếm về những điểm số cho đội mình. Warney lên rổ, hai tay rất hay. Một pha two hand slam của Murray. Dick Rick Lawson úp rổ một tay vô cùng đơn giản.